Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel chơi minh của mình nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại chiến tiếp tựa game ARK Survival Evolved ngày sinh tồn tiếp theo. Thì ở trong tập này ấy, mình sẽ đi ấp cái quả trứng của cái con gì ta, cái con Alpharet mà tập trước á, mình dùng cái con cừu kia mình đánh á. Ui, nói chung là hên vãi tè luôn á. Tại vì ở cái series trước thì mình chưa có đánh cái con này mà rớt ra cái trứng, nhưng mà mình bắt cái con nó ở trong tự nhiên luôn á, xong rồi mới mang về tiến hóa. Ai ngờ lần này mình bắt được mình đánh cái con kia nhờ con cừu thần của mình không chứ đâu. Cái con đó đánh xác suất là phải tầm nếu như mà mình đánh 6 con đi là phải 3 hoặc 4 con là sẽ cho mình quả trứng rồi, hên vãi tèo luôn nè. Đây cái trứng Alpha Tyrannosaurus Rex ở tập trước đây nè các bạn, xíu nữa mình thả ra cho nó nở là ngon luôn. Uầy, bình thường á nha, nếu như mà muốn lên được tới cái bậc này á thì các bạn là phải có cái trứng rác nè, sau đó các bạn tiến hóa nó lên là flame rác á, sau đó từ flame rác đó mới tiến hóa nó lên được cái gọi là alpha. Nhưng mà lần này mình hên sao mình đánh cái con alpha nó cho mình quả trứng luôn nè. Bây giờ là có thể up ra được cái con kia là hồ nữa farm đồ tiến hóa lên là bao mạnh luôn. Tí nữa mình cho nó thả đi. Còn tập này để từ mình đang muốn tiến hóa cái con rồng của mình mà không biết đủ đồ không nữa. Cái con rồng ở dưới đây nè, bữa giờ nè có bạn kêu là tiến hóa cái con rồng mà bị phóng xạ này đi, chứ để nó ở đây cô đơn mình buồn. Mặc dù cái con này đối với mình á nó cũng không có mạnh lắm, nhưng mà kiểu tiến hóa được thì mình cứ tiến hóa tới thôi. Cái này nó lên được cái hệ Alpha Evolution nè, chơi luôn nhá. Mình nghĩ là đủ đồ rồi, bữa giờ mình đi cái hang rồng mình farm cả rừng luôn á, mình quét hết bao nhiêu tên rồi mỗi lần vô server là mình sẽ quét hết một một đợt. Ấy, hình như là chỉ còn thiếu một cái Evolution Matrix thôi, như vậy thì cũng dễ mà, để mình chế cái nó là xong. Đó, bây giờ mình gom đồ cái là đủ là tiến hóa con này lên luôn rồi. Không biết alpha là nó đẹp không ta, nhìn như thế nào đây. Đây xong luôn rồi nè, máu với đam mình nâng rồi đúng không. Bây giờ mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng cái hình dạng mà alpha với con rồng forest này như thế nào đây. Con này như là của cái mod AG luôn á. Rồi là đây đứng rồi, tiến hóa lên cho các bạn xem mẹ như thế nào nè. Không biết là nó còn bị cái phóng xạ bên ngoài đây không nữa. Nó đang là gần 21 triệu máu rồi, không biết tiến hóa lên là tí mình nâng lên được bao nhiêu đây. Cái gì vậy? Ui, nghe cái âm thanh nó biến hình cũng ngầu phết nhờ. Ui, xoáy 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 đồ. Ủa? Yeah. Ok. Sao cái con này tiến hóa lên cái nó thành cái con baby luôn vậy? Ok. Gì ta? Có cái gì đó nó sai sai ở đây đúng không nhờ? What the heck? Gì kỳ vậy? Nè, trời, nó mất cái phóng xạ rồi, nó bị mất phóng xạ nữa các bạn thấy không. Nhưng mà nó thành cái con luôn. Ủa, ảo vậy. Lên đây con lên đây để hưởng cái im ring coi gì đây. Rome care you à, tao có care được mày đâu. Chắc lý là phải cho e chứ, mà con này nó không có cho bấm e vô người nó rồi sao ke được. Kiểu này chắc là tí để cái con nanh nanny kia nó nuôi thôi. Ui, tập này là mình up hai, giống như là mình up hai con mất tiêu rồi. Từ cái con ở đây để mình cho nó nở thành con đi, đang chờ mà chờ luôn hai con luôn đi nhờ. Con này không biết mạnh hay không đây. Bên tập này là mình có hai con alpha luôn rồi đó,
một con là Alpha Red, với lại một con là Alpha Wyvern, Alpha Forest nè. Ủa, cái con này Forest này màu đẹp quá ha. Cái hệ Alpha là nó có mấy 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 cái chấm chấm đỏ đỏ. Đồ. Ô kìa, cái what the heck? Trời. Gì vậy? Trời. Ôi. Alo. Lắc hả ta? Các bạn nhìn kìa, cái gì đây này? Ê. Ôi ơi. Trời. Mày lời vậy? Đù. Oh my god. Một quả trứng T-Rex nhưng mà nở ra ba con. Đù. Đỉnh cao. Ôi giời ơi. Má nó đã nha. Trời ơi. Nhưng mà cái tên nó đâu vậy? À thấy rồi, cái tên tích ở trên rồi. Ôi ôi, mẹ trúng mánh rồi. Không biết có bạn nào hơn được như mình chưa chứ đa. Hồi đó giờ mình ấp trứng hên vả tèo luôn á. Toàn ra được sinh đôi hoặc sinh ba không à. À, cái này cũng không ngoại lệ nè, cái con Legendary là siêu mạnh rồi mà còn nhân ba con nữa thì gọi là vãi nồi luôn. Ảo thật đấy. Rồi, tập này nuôi mấy đứa này mệt luôn rồi nè. À, cái con này không biết nó có đẻ trứng được nữa không ta, nếu mà được thì mình lỡ mình cho bọn này nó đẻ trứng nhờ. Hơi bậy xíu thôi, bọn này là anh em với nhau mà. Đấy, à, ba chiến binh trong tương lai nè, làm tấm hình coi. Rồi cái nón là cái nào? Các bạn đợi mình một xíu nha, để mình xin tấm hình cái nào. Đó, nó phải ngầu đét như thế đó. Cái con này đáng lý là phải quay mặt qua bên trái xíu nữa nè. Nhưng mà thôi kệ đi, mày phải quay mặt thôi. Để xem giới tính coi, một con cái nè, hai con cái nè, ui ba chị em luôn ạ. À. Ôi trời ơi. Ủa nhưng mà nó kỳ kỳ đúng không bạn? Nhìn nè, các bạn nhìn nè, cái con này là 675.8, con này là 675.7, con này là 695.2. Ui như vậy là cái con này là đam to nhất trong ba đứa. Con này đột biến đam này nè đúng không ta? Uầy, hình như là vậy á. Uầy, cái con này được đột biến nè đúng không? Chỉ số speed nè với lại đam là đều lớn hơn hai cái đứa em này. Ồ. Bao nhiêu phần trăm vậy? Là sao co được, nó lớn được bao nhiêu phần trăm ta? Cái thanh máu nó tích ở trên trời rồi sao biết đường nào mà lần. Con này cũng có ba mấy phần trăm nè. Ê. Con này chắc lớn mới lớn được có 10% thôi đúng không? Ôi như vậy lâu á. Ây chà, để mà farm mấy cái đồ này tiến hóa nó cũng mệt đó nha. Đâu để mình thử gom coi. Legendary Alpharex. Co hả? Ủa? Alpharex co. Legendary Alpha Record là nó cần artifact tất cả nè. Ôi cái này dễ nè. Còn cái này, ủa cái này mình có rồi hả ta? Phải không vậy? Legendary Alpha Red GB mình có rồi hả ta? Sao mình gom lại nó không có báo là thiếu cái này ta? Vậy hay là mình có luôn rồi ta? Ủa ảo gì? Chỉ có một cái co là chế dễ nè, với lại 5 cái magic này cũng dễ luôn. Ôi. Ôi, vậy là mình tiến hóa được luôn á. Đợi nó lớn thôi là tiến hóa được. Con này quyết mạnh không đây. Rồi đã. Bây giờ làm cái lọ mà cho nó lớn cũng được á. Các bạn có muốn mình cho nó mấy cái lọ mà lớn tức thì không?
Mấy cái lọ này nó bị khùng cái gì trời. Tại sao lại nó không có tính vô nhau được ta? Mình có quá trời lọ luôn nhưng mà nó không tính như là như thế nào ta? Kỳ vậy? Mấy lọ này là uống vô là hồi phun thức ăn. Đồ, quan trọng là có cái này nè nó mới đã. Từ để mình cho cái con này cho nó lớn trước đi ha. Bùm. Cái con này đợi xíu là tí nó được imprint luôn à. Yên tâm đi, cái con nanny này nó lợi hại lắm. Mình sẽ test cái con rồng này trước cái đã, xong rồi xíu nữa cho ba chị em kia nó cũng được lớn luôn. Uầy, rồng forest tiến hóa lên alpha nhìn đẹp nha. Xời à, đỉnh vậy. Hôm qua nó nhầm, ở tập trước là hên là được cái trứng rồi, còn tập hôm nay nó càng hên nữa khi mà mình ấp trứng đó nó lại nở ra ba con mà không thể ngờ được luôn á. Ôi da, con này phun lửa độc hả? Lửa gì màu vàng thế này? Ui, lửa màu vàng luôn nghe. Nhưng mà nói chung là con này được cái bên ngoài là đẹp rồi, còn sức mạnh thì mình chưa thấy nó mạnh lắm, còn hơi yếu nha. Cho mày một chút đam với máu để xem coi. Hồi nãy là 20 mấy triệu không? 20 triệu, 21 triệu đó. Bây giờ lên 138 triệu máu rồi nè. Được. Thử cắn coi. Bây giờ cắn được 146.000 rồi. Tạm chấp nhận được. Nếu mà chơi online thì chắc chắn con này nó sẽ mạnh. Ôi phun lửa được có 3 triệu 6 máu vậy. Yếu vậy. Ây da, nó gắp được cái con này luôn nè. Đồ. Rồng gấp Bronto này ảo đấy. Cái sức nặng của con Bronto này là gấp nhiều lần cái con này luôn á. Nhưng mà ai ngờ nó gấp được. Chứ là trời. Đúng là game mà. Mấy con bé xíu đây là có thể gấp những cái con to khổng lồ rồi. Có mấy giờ, từ từ nha. Trong thời gian mà đợi cho ba cái con kia nó lớn. Ủa, cái con này là con rách nè. Mấy cái con alpha này cũng bên mod AG luôn nè các bạn, có thể tem bắt siêu được. Mình chỉ cần đúc ăn cái kiếp bộ thôi nè. Nhưng mà các bạn là phải có kiểu sao ta, có cái bộ đồ tàng hình đó nha, là khi mà mình đứng gần nó thì nó không có tấn công mình. Ý, cái con Charado nè, ơi lỡ ra bắt luôn. Tập trước mình đã có bắt một cái con gì ta, Spirit Dodo rồi. Tập này mình sẽ bắt luôn cái con Charado này luôn. Nhưng mà cái con này bắt xong là tí nữa nó cũng xài skill tự hủy và cũng phí lắm. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Con này tí nữa, con nào mà tấn công nó thôi là nó tự động nổ à. Ngu lắm. Các bạn có muốn mình làm một cái đội quân Dodo này không? Đội quân Dodo Spirit với lại gì ta, chào còn nó lấy nó đi chơi nhờ. Nhưng mà mình thì mình không không biết là nó được bao nhiêu đam thôi. Cái con này mổ ở đâu á, mình đang thắc mắc nè. Nếu như mà mình chỉnh cái mã bất tử cho nó, sau đó mình quánh thì coi nó có bị tan biến đi không ta. Nếu như mà tan biến thì hơi tầm bậy. Có được cái con trao đồ nè các bạn. Con này không biết giờ làm gì luôn á. Đồ. Ba thiếu nữ đỏ lè luôn. Oh my god. Lên được Juven rồi nè. Này,
ba thiếu nữ của mình đây các bạn. He he. Chắc mình sẽ cho một cái con chị hai cho nó lớn trước đi nhỉ. Còn hai đứa em út này thì ủa. Khoan 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 khoan, sao kỳ vậy? Ê, nó có gì đó nó sai sai đúng không? Hồi nãy rõ ràng là cái con bên phải ngoài cùng á là cái điểm đam với speed của nó là lớn hơn hai đứa em. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại thử coi. Ủa. Ủa, hình như là nó vẫn đang trong quá trình phát triển đúng không ta? Con này là 8225 nè, 8226 nè, con này 828. Ủa. Cũng hơn mà ta. Nó mình bị lag hả trời. À nó trên nhau có 0, mấy phần trăm thôi. Đây, thì mình sẽ cho cái con này nó lớn trước. Ok chưa? Đó. Các bạn chỉ cần đợi một xíu cái này thôi là nó sẽ được imprint lên 100% nè, tin không? Đợi xíu đi, tí nữa cái con nanny kia mà nó xài bí thuật cái là bụp cái là lên 100% liền à. Rồi, bây giờ chỉ cần cho con này cái yên. Ủa khoan, ở dưới nhà mình có cái con gì nhờ? Dream Alpha Dodo à. Đồ. Nói chung là bây giờ là khỏe nha. À. Ở cái con Legendary Rex này sau này để mà thiếu cái gì vậy? Ủa? Cái gì? Nhà mình mà thiếu fiber á, có cái gì đó nó kỳ. Sao lại thiếu fiber? Ủa? Nhà mình làm cái gì mà hết fiber vậy ta? What? Không thể tin được. Các bạn đợi một xíu để mình đi quào một tí fiber chứ đã. Ở đây, dòng vệ sinh môi trường đây. Mấy cái này đâu cần đâu. Đó, có một xíu thôi là có một đống fiber cho mình xài rồi. Mấy này nhiều lắm, tha hồ mà lụm luôn. Con Terry này nó farm phải nói là đúng hợp để chơi với cái mod AG đúng không biết sao. Bởi vì mấy cái chế độ của mod AG này nó tốn nguyên liệu nhiều lắm. Và phải có một cái nguồn cung cấp nguyên liệu nó thật là dồi dào thì may ra nên farm nổi với cái mod đó, với quỷ chế tốn như đời tới. Nó làm thêm hai cái nữa, tí nữa cho hai đứa em nữa. Mình bóc cái con chị đi quẩy trước coi. Ui. Xem nè, cái con chị bây giờ chắc được 100% imprint rồi đó, các bạn xem nè. Đó. Easy man. Hiện tại thì chưa tiến hóa được đâu nha, hồi nữa phải đi farm thêm đồ mới tiến hóa được á. Chị là thấy chiến rồi. Các bạn muốn tập nào mà tiến hóa cái con này nào? Mình sẽ đi quánh lộn nữa coi. Cho các bạn thấy sức mạnh của cái con T-Rex này. Hồi nữa lên Legendary là nó lại thêm một đẳng cấp khác nữa. Ồ nó cắn là cái nó nổ lửa kìa, thấy không? Đó, nó cắn cái miệng nó cứ đùng 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 rồi. Cái chiêu chuột phải là cái chiêu mà giật điện nè. Mấy con ở tầm xa nó bị stun rồi thấy không? Chắc phải tầm 20 giây á. Mấy con cắn tầm gần cái 100.000 như vậy là khỏe. Rớt cái yên ngon nè. Yên mấy trăm giáp luôn. Đã. Cái chiêu xe là chiêu gì vậy ta? Đù phun lửa. Nó ít thử coi. Đồ, ít là bắn trưởng à. Hình như là hầu như cái con Alpha này cũng có chịu bắn lửa các bạn nhờ. Mày chết mày chưa con. Ui, với cái con này nó spawn ra cái con bờ te nè, control coi. Quy coi, không có, O coi. U coi, không có luôn. Con này không có chịu gọi đẻ hết ta.
mà có gọi đẻ thì ngon á. Giờ nâng milidam nè, nâng máu nè. Ui, bây giờ phải gọi là bao mạnh luôn. Nhưng mà vẫn chưa phải là mạnh nhất nhá. Còn cái bậc sau nữa là nó khủng khiếp hơn nữa. Khi nào đủ đồ để mình tiến hóa lên cho các bạn xem. Nó đã lắm. Ấy, bây giờ cạp xương xương nè, gần 5 triệu. 4 triệu 8. Được chưa? Xe lại coi, phun lửa lại coi. Lửa xanh nè, ủa. Lửa đỏ, ủa. Cái cây ấy. Lại coi. Lại lửa xanh lá cây. Trời, con này ảo vậy. Ôi giời ơi. Một ảo thật đây. Nè đó lửa xanh dương nè. Tí nữa lại ba hồi thành lửa đỏ. Tí nữa thành lửa xanh lá cây. Ái nồi. Đó lửa xanh dương nè, các bạn thấy rõ ràng nha. Lại cái nữa nè. À, vẫn lửa xanh dương. Tiếp coi. Vẫn xanh dương kỳ vậy. Đổi ngựa ngựa vậy ta. Đó, giờ lại thành lửa đỏ. Hay không? Tí nữa thành lửa xanh lá cây thử coi. Cái này vẫn đỏ nè. Cái gì vậy? Đang khè bị tắt tiếng lửa hả mày? Ây da, phun lửa vô cái con này không chết à? À chết rồi nè. Con này phun lửa được bao nhiêu vậy? 2 triệu 7 máu hả? Phải nồi. Ác vậy. Ôi giờ lại bắn điện. Cái gì vậy? Nhưng mấy con này đa hệ vậy ta? Lửa đỏ, lửa xanh dương, lửa xanh lá cây, giờ tới bắn điện nữa chứ. What the fuck? Mình xài có một nút thôi đó. Mình xài được một nút C thôi nè. Đấy. Giờ nó lại phun lửa lại rồi. Đó giờ là giật điện nè. Coi chịu nổi không. Nó cạp cái mỏ thì nó cứ bùm bùm nè. Bùm bùm bùm. Chết mày chưa. Ây da. Cái con này, ôi ta kiếm mình nhớ mình giết người ta. Bữa nay nó lại spawn lại con mới à. Chơi mày luôn. Thank you.
được một cái sen nữa. Ôi dè. Thôi nữa phải được, phải có 10 cái cục sen này nè mới gọi nó con boss. Sao cái con boss gì nhờ? Cái con từ để mình nhớ lại cái tên coi. Con đó cũng bá vả tèo luôn á, con đó có chiêu gì tỷ tỷ đam á, con gì ta? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Hình như ủa phải con này không ta? Vua chép Dodorek thì phải, đúng không nhỉ? Phải không, phải không? Kiểu mình giết cái con này xong mình được 10 cục xe, xong rồi mình chế tạo được cái con gì nó cũng mạnh lắm á. Cái con gì mà nó biến đổi được hai dạng ta? Lúc trước mình có tem mấy con đó một lần rồi. Phải con đó không ta? Bạn nào nhớ không vậy? Rim Dodorek. Rồi. Không biết là chừng nào mình sẽ tiến hóa cái con này lên được Legendary đây. Tiến hóa lên là bao mạnh luôn. Lên xem hai đứa em kia như thế nào nhờ, do nhiêu phần trăm vậy. Ascend rồi nè. Bao nhiêu vậy? 6 mấy% rồi nè. Ôi cũng nhanh đấy. Được, nói chung là được. Chờ thôi, chờ thôi. Ây da. Trong thời gian chờ đợi như thế này giờ làm gì nữa ta? Tại vì cái tập này lúc đầu là mình chỉ định là vô ấp cái trứng cái con này thôi, nhưng mà ai ngờ đâu không tự nhiên được 3 con luôn chứ, ngon quá. Như này với cái con này thì không biết giờ làm gì với nó ra. Cái con này ngừa ngừa sao tự nhiên hồi nữa nó nổ mà phát một biết banh nhà mình hay không nữa đó, nó sợ con này nổ banh nhà lắm á. Đó. Các bạn thấy chưa, mình mới vừa xài chiêu chuột trái cái một là bùm cái một nó tự động lăn ra chết rồi. Bà cha nó, cái con quỷ không thể nào mà kiểu như giữ cho nó được an toàn nhờ. Mình thử cắn một cái một hơi nó tự động lăn ra chết rồi, làm tốn một cái cục ọt của mình rồi đó. Ai nồi thiệt sự rồi. Thôi trong thời gian chờ đợi chắc mình đi farm thêm linh hồn đi nhờ. Farm thêm với lại còn cái con gì con bắt, con thường thì bắt, không bắt được thì thôi. Tranh thủ farm thêm linh hồn để tập sau mình còn làm những cái điều lớn lao hơn nữa. Thí dụ như là triệu hồi ra mấy cái con Summoner Spirit nè, hoặc là có con trao. Tranh thủ đi. Mùi đi khám phá thế giới luôn. Ồ, có bộ giết mấy con này được, mấy cục Ascend cũng hợp lý đó. Ascend để hồi nữa tiến hóa con Legendary lên. Gì đây? Cua nè. Rồi da nốt nè. Ơ à, Abed nè, trời ơi, cứ tưởng con. À, nhìn mấy con Enforcer mới nhớ. Mình đang muốn tìm một cái con robot mech Enforcer, nhưng mà ở tập trước mình có đánh cũng một mớ rồi á, nhưng mà nó không có triệu hồi ra cho mình được cái con Enforcer xịn. Con Enforcer robot mà mình muốn tem. Bây giờ tranh thủ đi giết mấy cái con robot mech đi nhờ. Biết đâu lại có thì tập sau mình đi bắt luôn, hợp lý nhờ. Thì cũng đâu có biết trước được đâu. Nó hết tiền, nó hết tiền. Cái gì vậy? Rồi, con gì vậy? Khoan nha, con gì vậy ta? Ồ, Ferox ở nhà có rồi. Thế thì mày xong rồi con ơi. Giết Ferox để mà lấy linh hồn. Nếu nào mình bắt rồi thì mình sẽ giết nó lấy linh hồn nhá. Con này giết nó nè, lấy Ascend nè.
cái cục Esenodo Viven nè. Vô là đã thấy một mớ cái con Manticore con ra bay hoài vậy. Sắt nằm la liệt, sắt nằm la liệt. Ây chà, nhiều đồ vậy. Mấy cái đầu kaiju này chắc bỏ hết đi nhờ, để chật rương cũng cần, hồi nữa đi giết mấy con kaiju khác có đầy. Để đi tìm boss giết thôi, farm đồ mà. Mày đi. Mấy chỗ này nè, mấy con robot mech nhiều vãi tèo ra luôn. Nhưng mà nó bé quá, khó nhìn. Anh khoa, giết mà lấy Ascend. Đó, có cái con Dabi này là mình chưa tem nè, con Celestial. Rồi, để nó lại đó, để nó lại đó, chỗ nữa tem sau. Ơ đù, gì vậy? Oh, con này là cái con kaiju ở bên mod mod gì đây nè, mod bổ sung thêm vô nè. Oh, Akukiri. Ôi có con Maywin nữa kìa. Adu, con này trong đây hiếm lắm luôn á. Con này để lại đi nhờ, hồi nó tem cái con này đi. Con này tem bắt siêu nữa chứ, mẹ ăn mẹ sắp mặt luôn á, đúc cho nó ăn ngu người. Ai bây giờ lại có con Rimrack nè các bạn. Mấy con này có trứng nữa không ta? Ê, tại vì bây giờ ở nhà mình có 3 con rồi, không biết là mình có lấy thêm trứng nữa không ta. Nó hên xui nhờ. Chắc giết nó bình thường đi nhờ. Giết nó bình thường mình lấy cái cục Ascend là được rồi. Tại vì mình cần tới 5 cục Ascend để mà tiến hóa con đó. Con Rack nhà mình lên Legendary được mà. Giết cái con này luôn. Con này đốt hơi mạnh tí, không như có con cừu. Cừu đốt thì còn vừa vừa, con này đốt. Con này đốt khủng quá. Nhưng mà đốt vậy mình có trứng thì cũng tài hết á. Có không vậy? Như không đúng không? Ừ, có Ascend không ta? Bây giờ mình đang có 6 cục rồi nè. Biết cần bao nhiêu cục ở nhà nữa đây. Black Strider. Ủa, trứng con gì đây? Void Wim à. Con này là trứng của cái con dòng dòng không gian kia. À, có con gấu. Mày chết rồi con. Đi ngang vô tình gặp mình là coi như mày xong mày rồi. Tao đang bị thiếu mấy cái linh hồn, mấy cái chi biêu nữa cho nên là tao giết. Ý lắm mới phải mới gặp được một cái con thôi đó. Con này là alpha rồi, không phải con mình cần.
cha la 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 la. Đây rồi, biết được không ta? Thử coi. Spawn ra. Robot mét. Trời luôn không có luôn. Xui. Ê, hình như mình thấy cái con Colossus nữa các bạn. Ui. Titan đại hình. À, cái con này các bạn nhìn turbo nó kìa. 324 tỷ turbo rồi sao bắn xỉu được, bắn mà xỉu một cách nào? Rồi mình thử bằng cái viên đạn này coi nó xỉu được không ta. Ủa lên turbo mè đâu, sao bắn xỉu con này giờ các bạn? Sao nan giải thế nhờ? Làm khó nhau thế. Ê. Ê. Ủa con này level có 100 mà phế rồi. Con này phải bắt tầm 500-600 để sau này còn tiến hóa lên hai cái hệ kia nữa ngon hơn. Chăm bỏ qua đi không bắt đâu. Bạn nào cho mình cái gọi là sao ta, một cái ý kiến để là cách nào bắn xỉu cái con này đi. Bây giờ mình không biết cách nào bắn xỉu được cái con này luôn á. Hồi trước là có cái mod gì ta, cái mod búp này xìa thì trong đó nó có một cái khẩu súng là bắn con nào cũng xỉu được hết trơn á, dù tôi bồ nó có lên tới đâu, tôi bồ càng cao thì cái lượng mà xỉu cái lượng độc mình gây ra cho nó càng cao luôn, chỉ cần bắn vài viên thôi là nó xỉu à, khẩu đó khỏe lắm. Nhưng mà mình đang chơi cái mod này là ba cái mod nặng rồi, tự nhiên ẹt thêm cái mod nó vô bị dở hơi ha, là 4 mod rồi. Từ đầu là đã không chơi cái mod đó ở đầu series rồi thì mắc gì mình phải ẹt vô bây giờ đúng không, làm mất cái cân bằng game đi. Bây giờ nó sẽ bắn xỉu được cái con này ta. Khó. Mình chưa tính được cái đường nào mà bắn xỉu được cái con đó cả. Giờ chỉ có đi vòng vòng đi farm thôi bạn ơi. Farm. Alpha. Uầy, cái con sóc Shadowman này nhìn đẹp vậy. Ây da, nhìn Shadowman mới nhớ. Hôm bữa là hình như là mình có bỏ mất một cái con Dream Shadowman. Bây giờ tìm lại không thấy, do là mình xóa hết thú mất tiêu rồi. Con đó là cũng giết cái con nào đó nó được summon ra ta, cũng hiếm phết á. Mà mình lỡ xóa nó mất tiêu rồi. Giờ là không có thể tìm được cái con đó để mà bắt nè. Giờ chỉ có đi một vòng đi quánh mấy con Odigin lấy cái thằng kia thôi. Ủa thằng càng một cái thì trứng đâu ra đúng không? Gì đây? God Dodorek. Ui dưới đây còn thêm một cái con nữa nè. Sóc Dodo Redsy. Mày ơi. Đồ quánh con cá mình bị giật điện luôn kìa. Ui, lại thêm một con nữa. Con kia là tên là A Đùi kìa, thấy không? A Đùi Mega Dragon, con kia là Robo Dragon. Mình giết mấy con rồng A Đùi đó, xin mấy cục essence về sau này mình có đồ để mình triệu hồi ra mấy cái con kia. Qua đây tôi thua vậy. Adentavit 220 là xác định đi rồi con ơi. Bây giờ chỉ giữ lại những cái con level cao thôi. Mấy cái con bé bé là mình giết nó, mình lấy linh hồn. Ủa?
Omega MP được kết này sao nó là lạ ta. Bot GB à? Ôi vậy là bên mod AG rồi, không phải bên hai cái mod kia. Bây giờ nè, có cách nào để mà farm được mấy cái cục mắt hay là cái răng của con sói không ta? Mắt của cái con Sabertooth, rồi răng của con sói, để mà tiến hóa mấy bọn nó lên nhờ. Cái gì vậy? Không có tiếng nhạc gì vậy? Tèn tèn tèn. Nhạc gì đó? Mới thì đi đường vòng đồ sát mấy cái bọn này đi kiếm đồ thôi cũng khá khá phết đấy. Nhưng mà mình chưa thấy cái con robot mech của mình đâu nha. Hơi xui. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tập sau. Tập sau đi đánh mấy con Enforcer để mà tìm mấy con đó cho các bạn xem. Cái tập này là mình bó tay rồi đó. Nãy giờ giết bao nhiêu con đâu có được cái con nào đâu. Thôi, đi về các bạn ơi. Làm một chuyến farm thế thôi đủ rồi. Hai đứa kia ở nhà chắc cũng lớn rồi đó. Ôi. Ba chị em nhà này là bao chiến luôn. Lớn rồi nè, lớn rồi nè. Hello hai trưng. Mong là hai đứa mày cũng sẽ kiểu 1910 với lại chị của hai đứa bay. Không biết là sau này tiến hóa lên ba con lên Legendary Red không ta, nó hơi bị quá đáng không trời. Kiểu đi đánh boss gọi ra ba con bay một vết ba liền. Sao mà phải xoắn đúng không? Mình là hội chị em mà. Thôi, nghỉ các bạn ơi. Tập này chết ra được rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé. Nếu mà bạn nào thấy hay yêu thích series này thì các bạn nhớ để lại cho mình một lượt like với lại một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chắc là mình nghỉ thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye. Chúc các bạn có một buổi chiều tốt lành.